Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đầu video cho mình xin một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ cho các bạn là 5 cái không khi mà các bạn quyết định tham gia vào cái ngành kinh doanh cửa hàng tạp hóa này nhé các bạn. Những cái không đó là gì? Thì bây giờ cùng mình đi vào từng mục và từng những cái không mà các bạn sẽ được trải nghiệm khi mà tham gia vào công việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Thì cái mục đầu tiên và cái không đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là khi mà các bạn tham gia vào cái công việc bán hàng cũng như là kinh doanh cửa hàng tạp hóa thì mỗi bữa ăn của các bạn nó sẽ là thành một cái gì đấy nó rất là khó chịu các bạn. Đấy là các bạn sẽ không được ăn một bữa cơm nào nó gọi là trọn vẹn một bữa cơm nha các bạn. Nó rất là bị kiểu chia nhỏ các cái lần ăn của mình ra các bạn. Đấy thì mỗi khi mà chúng ta ăn cơm thì lại có khách vào mua hàng thì mình chưa kịp và được bát cơm miếng cơm vào miệng thì khách bên ngoài lại gọi, nên là mỗi lần đến bữa ăn thì mình khá là mệt các bạn. Đấy, thì các bạn có tránh kiểu gì thì cũng không thể tránh cái lượng khách vào được các bạn, vì mình cũng không biết là lúc nào có khách, lúc nào là đông khách cả các bạn. Thì mình đến bữa là mình cũng cứ ăn thôi, nhưng mà khi mà mỗi 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 lần ăn cơm các bạn thì ít ra đứng đứng lên và ngồi xuống thì ít nhất cũng phải 7-8 lần. Đấy thì đâm ra cái bữa cơm của mình nó rất là gọi là không được ngon miệng các bạn. Nhiều khi vừa ăn miếng đầu tiên, miếng thứ hai thì đang rất là ngon miệng. Đấy thì đứng dậy bán cho một hai khách thì bán một khách thì ít cũng phải 5 10 15 phút. Đấy thì cứ dồn dồn khoảng tầm 3 khách thôi là các bạn đã mất khoảng 25 30 phút, thì cái bữa cơm của các bạn nó sẽ rất là gọi là bị chua chua miệng đó các bạn. Nên là đó là cái thứ nhất, là khi các bạn kinh doanh cửa hàng tạp hóa là ăn cơm sẽ không được ngon miệng nha các bạn. Đấy thì mình làm cái video này cũng muốn chia sẻ những cái không được làm của chủ cửa hàng tạp hóa để các bạn có thể gọi là tham khảo, để xem mình có nên tiếp tục suy nghĩ là mở cho mình một cửa hàng tạp hóa hay không. Đấy thì cái thứ hai mình muốn chia sẻ đấy là không được ngủ trưa nha các bạn. Đấy thì cái việc không được ngủ trưa thì cũng không hẳn là không được nha các bạn. Đấy thì để mở một cửa hàng ra thì các bạn là cũng bỏ ra số tiền rất là nhiều, vài trăm triệu. Đấy thì để mà các bạn đóng cửa để các bạn ngủ buổi trưa thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nên chỉ cần khép cửa lại và đi ngủ thì cũng không có khách hàng nào họ gọi mình dậy cả. Nhưng mà trong cái thâm tâm của mình nhé các bạn, thì khi mà các bạn đã mở cửa hàng tạp hóa ra rồi thì các bạn cũng rất là tiếc khi mà khách đến mua hàng mà mình lại đóng cửa, mình không bán cho khách hàng ấy các bạn. Thì các bạn cũng biết là kinh doanh cửa hàng tạp hóa thì chỉ có tiền bán hàng là tiền lương mà mình sẽ được nhận về. Đấy nên là khi mà buổi trưa thì cũng thường thường là nó cũng sẽ ít lượng khách hơn các cái khung giờ khác, nhưng mà nó vẫn có khách lác đác ngay nha các bạn. Ví dụ như khách mua nước ngọt, mua bia, mua kem. Đấy thì cái thời gian buổi trưa thì công nhận là nó cũng sẽ ít, nhưng mà hầu như để mà đóng cửa hàng thì rất là khó nha các bạn. Đấy thì các bạn cũng nên cân nhắc làm sao bán hàng này thì hạn chế đóng cửa tất cả các cái ngày ở trong tuần cũng như buổi trưa, buổi sáng.
thì để lượng khách đến cửa hàng mình ổn định, gọi là lúc nào khách đến mua hàng thì cũng có thể mua được hàng và không gặp phải tình trạng đóng cửa. Nhiều khách hàng họ rất là khó tính các bạn, họ ra nhiều lần, 2 3 lần mà lúc nào cũng trong tình trạng đóng cửa, là lần khác họ cũng sẽ không quay lại cửa hàng của mình nữa nha các bạn. Đấy, đó là 2 cái mình muốn chia sẻ. Và cái thứ ba, khi các bạn quyết định mở cửa hàng tạp hóa thì các bạn cũng biết mỗi buổi chiều thì thường thường thanh niên, người trung tuổi gọi là có thể đi thể thao, thể dục, đá bóng các thứ, nhưng mà riêng đã mở cửa hàng tạp hóa thì các bạn sẽ không được đi, thứ nhất không được đi đánh cầu lông, không được đi đá bóng, không được đi đánh bóng chuyền, ấy không được đi uống bia, không được đi nhậu nhẹt buổi chiều ấy. Thì các bạn cũng biết là cái thời gian buổi chiều là cái thời gian mà bán được hàng rất nhất nha các bạn. Đấy, chiều tối từ 4 giờ đến 7 8 giờ các bạn. Thì mỗi cửa hàng thì sẽ thường buổi chiều các bạn thì rất là đông khách. Nếu mà các bạn ở gần khu vực mà có công nhân đi đi làm về các bạn thì cái lượng khách nó càng đông nữa. Đấy, thì những cái thời gian mà từ 4 rưỡi, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ thì các bạn bắt buộc làm thế nào thì là thì vẫn phải có mặt ở cửa hàng để bán hàng nhé các bạn. Đấy là những cái thời gian mà các bạn sẽ bán được cái số lượng hàng nó có thể gấp đôi gấp ba, gấp đôi gấp ba mặt hàng trong các cái thời gian trong ngày nha các bạn. Đấy, thì nên là những cái công việc như thể dục thể thao, đấy, bóng chuyền bóng đá thì các bạn sẽ phải gọi là tạm 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 ngừng nha các bạn. Đấy, thì đó là 3 cái này. Và cái thứ tư đấy là không được đi đâu thoải mái nha các bạn. Ví dụ như các bạn nhà các bạn có một công việc nào đó, hoặc là các bạn muốn đi chơi, đi du lịch thì các bạn cũng không được thoải mái. Đấy, thì khi mà đi đâu thì các bạn thứ nhất nếu mà nhà có một người bán thì các bạn phải thuê người bán hoặc là nhờ người bán. Thì khi mà các bạn đóng cửa để đi công việc thì khách hàng sẽ không mua được hàng, và cũng như là khi mà khách hàng ra quá nhiều lần thì các bạn mà họ không mua được cái họ cần á thì họ rất là khó chịu, nên là các bạn cũng sẽ phải hạn chế đóng cửa để đi đi công việc, đi du lịch hoặc là đi đi đâu đó. Đấy, thì các bạn cũng nên cân nhắc làm sao trong trong 1 năm hạn chế tối thiểu việc phải đóng cửa hàng để đi công việc nha các bạn. Đấy, và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là khi mà các bạn bán cửa hàng tạp hóa này thì sẽ không được nghỉ thứ bảy chủ nhật nha các bạn. Đấy, tất cả các ngành nghề khác thì có thể được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng riêng về kinh doanh cửa hàng tạp hóa là kinh doanh cửa hàng tự do, tiền của mình bỏ ra ấy và mình đầu tư thì mình phải lo lắng làm sao càng mở cửa hàng nhiều, càng bán được nhiều hàng thì mình mới có lương. Đấy, nên là không thể, các bạn cũng không thể được nghỉ thứ bảy chủ nhật dù cho là có mệt, có buồn ngủ, có thế nào đi chăng nữa thì tất cả các ngày trong tuần thì các bạn bắt buộc phải mở cửa hàng để bán hàng cho khách nha các bạn. Và những cái ngày lễ như lễ Tết, lễ mùng 2 tháng 9, nói chung là tất cả các ngày lễ thì đa số buôn bán cửa hàng tạp hóa thì hầu như những ngày lễ là những ngày mà các bạn sẽ kiếm thêm thu nhập nó gấp đôi gấp ba ngày bình thường, nên là những cái ngày đó thì các bạn không thể đóng cửa hàng được.
Đấy, tại vì mỗi mỗi một khu vực thì sẽ có một số lượng người đi làm ăn xa, những ngày mà có ngày lễ thì họ mới có thời gian để họ về quê. Đấy, thì trong cái thời gian họ về quê các bạn thì họ sẽ ăn uống này, rồi mua quà cho người thân, cho anh em bạn bè, cho con cho cháu. Thì cái những cái thời điểm đó là những cái thời điểm mà mình sẽ bán được thêm rất là nhiều các mặt hàng trong cửa hàng. Đấy, nên là những cái ngày lễ thứ bảy chủ nhật và càng dịp lễ thì các bạn lại càng không được nghỉ đi chơi. Đấy, thì đó là những cái mà sẽ không được làm khi mà các bạn quyết định mở cửa một cửa hàng tạp hóa. Đấy, nó cũng khá là bí bách đấy các bạn. Đấy, thì mình kinh doanh cửa hàng tạp hóa thì cũng mới được có 4 năm, gần gần 5 năm thôi. Nhưng mà mình muốn làm một số cái video chia sẻ cho các bạn. Đấy, những bạn mà đang có ý định tham gia mở cửa hàng tạp hóa cũng như là để các bạn có thể hiểu một chút về công việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa để các bạn có thể đưa ra cái quyết định nó hợp lý nhất, gọi là để các bạn có thể tính toán được có nên mở tiếp tục ý tưởng mở cửa hàng tạp hóa tại nhà hoặc là mở cửa hàng tạp hóa ở khu vực nào đó hay không. Đấy, thì các bạn thấy video này hay thì để lại cho mình like, một lượt chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.